hôm nay chúng ta à, bước vào tuần chủ nhật thứ hai của tháng 12 hai à, như chúng ta biết rằng chúng ta à, ở trong mùa vọng à, mùa vọng thì nói đến tấm lòng chúng ta chuẩn bị mừng đón Chúa Giêsu à, chúng ta biết rằng Chúa đã giáng sinh và chúng ta được nhắc nhở trong tháng 12 này để chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta hứa với Chúa chúng ta sống trong sự vui mừng sống trong sự phước hạnh của Chúa để rao tin À, tin lành, tin vui mừng cho những người xung quanh chúng ta. À, chủ nhật tuần rồi thì chúng ta có nói đến vấn đề à, sự báo tin của Đức Chúa Giêsu. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta đến à, sự giải thích về Đức Chúa Giêsu giáng sinh. À, tuần rồi trong à, phần kinh thánh trong Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38. À, chúng ta biết về sự báo tin về chúa Giêsu Giáng Sinh sẽ như thế nào ông ba chị em còn nhớ không à, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary à, ở thành Nazareth xứ Galilee và loan báo bà sẽ chịu thai và sanh một trai và đặt tên là Giêsu và con trai đó sẽ nên cao trọng và được xưng là con của đấng rất cao và là và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Israel và nước ngài còn lại đời đời. Thì khi nhận à, cái tin thiên sứ báo cho thì Mary thưa rằng là tôi chưa hề nhận biết người nam nào thì làm sao có sự đó được. Và thiên sứ của Chúa truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của đấng rất cao sẽ che phủ người dưới bóng mình cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa trời và Mary thưa rằng tôi đây là tôi chớ Chúa xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền chúng ta tạ ơn Chúa vì sự báo tin Đức Chúa Giêsu Giáng sinh và sự báo tin Đức Chúa Giêsu Giáng sinh nói lên sự thành tín của Đức Chúa trời trong lời hứa của ngài Ngài bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là ai. Ngài là ngôi hai Thiên Chúa đến thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa trời cho nhân loại. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ học về sự giải thích của Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh như thế nào đã được ghi lại trong sách Tin Lành Matthew, đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25. Và câu gốc chúng ta đã vừa đọc chung với nhau. À, một gái đồng trinh sẽ chịu thai Và sanh một con trai Rồi người ta sẽ đặt tên con trai Đó là Emmanuel Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Ý chính của phần kinh thánh Buổi sáng hôm nay à, Nói đến sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời Đã được báo trước Trong sách tiên tri Isaiah đoạn 7 câu 14 Hơn 700 năm trước Chúa Giêsu Giáng Sinh Và Tiên tri đã ghi lại vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các người. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Đồng thời phần kinh thánh chúng ta nghe đọc buổi sáng hôm nay cũng nói đến quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh đồng công trong sự nhập thể của Đức Chúa Jesus Christ và tấm lòng đáp ứng vâng phục của Joseph trong sự làm theo lời của Chúa, ông làm y như lời Chúa đã phán dặn. Và giảng bài buổi sáng hôm nay chúng ta có trong chợ tờ chương trình à, lời kinh thánh giải thích về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. À, thứ nhất nói đến à, sự chịu thai của Mary ở trong câu số 18 và thứ hai nói đến là sự bối rối của Joseph trong câu 19 đến câu 20. Thứ ba là ý nghĩa tên Giêsu và Emmanuel có nghĩa là gì? và điểm cuối cùng là sự vâng lời của Joseph trong câu 24 đến câu 25. À chúng ta cùng xem à, à, Thánh Kinh giải thích về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. À, ý thứ nhất đây nói đến sự chịu thai của Mary trong câu số 18. Chúng ta cần phải bắt đầu à cái sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh bắt nguồn từ Đức Chúa Trời hay nói cách khác là bắt đầu từ ý định của Đức Chúa Trời, à, Đức Chúa Trời đã chọn ai? À, Đức Chúa Trời đã chọn người nữ đồng trinh tên là Mary, à, ban ơn cho bà và dùng bà để mang à, mang thai Đức Chúa Giêsu. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu không phải là chuyện tình cờ hay là ngẫu nhiên ông bà chị em, mà là ý định của Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế, có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời đã định trước khi Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này là Đức Chúa Giêsu sẽ giáng sinh và sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã xảy ra trong thời điểm trong chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạch định Kinh Thánh uh, thơ Galati đoạn 4 câu 5 đến câu 4 giải thích cho chúng ta điều này nhưng khi kỳ hạn đã được chọn Đức Chúa Trời sai con ngài đến do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. Cảm ơn Chúa. Sự Giáng sinh của Chúa nằm trong kế hoạch chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Không phải là cái chuyện tình cờ hay là ngẫu nhiên. Và sách tinh lệnh Matthew đoạn 1 câu 18 ghi lại vả sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cần để ý chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Đây là cái điểm trọng tâm của câu kinh thánh này. ở chữ Giáng Sinh á, thì chúng ta biết rằng chỉ dùng cho Chúa Giêsu mà thôi, đúng không? Chúa Giêsu Giáng Sinh. chữ Giáng Sinh không dùng cho con người hay nói cách khác là con người thì dùng chữ tôi sinh ra đời, yeah, tôi sinh ra đời, chứ không thể nào tôi giáng sinh, đúng không? Chữ giáng sinh chỉ dành cho Chúa Giêsu. Không ai nói rằng tôi giáng sinh mà phải nói rằng là tôi, tôi được sinh ra, và yeah, tôi được sinh ra. Cho nên mừng Chúa Giáng sinh. Cái nghĩa là sao? Là nói đến Đức Chúa Giêsu đứng ở trên trời, đứng từ trời giáng sinh làm người. Ai nói hạ sinh làm người đó? cũng được nhưng mà tôi thích dùng chữ là giáng sinh làm người. <laughs> giáng sinh không nói đến Đức Giêsu biến thành người giống như cái chuyện phim thần thoại đó biến thành người này đằng kia không có mà nói đến Đức Chúa Giêsu Christ ngôi hai thiên chúa trở thành người qua thai nhi của người nữ đồng trinh Mary. Chứ phải biến thành người ông bà cho em cần phải à, nắm chắc điều này tại vì nhiều khi con cháu chúng ta hỏi ồ Chúa biến thành người có phải vậy không à, à, ông bà chị em cho nên mình phải nghĩ là Chúa Giêsu trở thành người vào trong bào thai được sinh ra như con người chúng ta à, Giang đồng 1 câu 14 à, nói Đức Chúa Giêsu là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật và câu hỏi cho chúng ta buổi sáng hôm nay là Đức Chúa Giêsu giáng sinh làm người điều này có quan trọng không mình sẽ trả lời câu hỏi này, à, mình à, kỷ niệm à, sự giáng sinh của Chúa và người ta hỏi rằng sự giáng sinh của Chúa có quan trọng không? vô cùng vô cùng quan trọng. Ông bà chị em, Đức Chúa Jesus trở thành người với mục đích là gì? để bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời và Chúa Jesus hy sinh chịu chết để cứu chúng ta. Nếu Chúa Jesus không giáng sinh làm người để bày để giải bày về Đức Chúa Trời cho chúng ta đó thì không ai có thể biết về đức chúa trời. mà cho em đồng ý điều này không. và nếu đức chúa xu không giáng sinh làm người đó, thì để hy sinh chịu chết làm, à, của lấy chuộc tội, thì sẽ không có sự cứu rỗi, không có sự chuộc tội cho bất cứ ai. cho nên, con đức chúa trời, là đức chúa jesus christ, đó, là ngô hai thiên chúa đó, phải trở thành người để chúng ta có thể trở thành con trời với điều kiện là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu hay nói một cách nôm na là gì Đức Chúa Trời trở thành người để chúng ta trở thành con trời nếu Đức Chúa Trời không trở thành người thì con người không thể nào trở thành con của Chúa được và câu hỏi kế tiếp là Đức Chúa Giêsu giáng sinh làm người bằng cách nào À, chúng ta biết rằng Đức Chúa trời đã chọn à, người nữ đồng trinh tên là Mary à, để nàng mang thai Đức Chúa Giêsu và sự mang thai của Mary khác với tất cả các phụ nữ trên thế gian này có thể có một không hai và sự mang thai của Mary không phải do người nam hay là sự cấy thai theo phương pháp y học ngày hôm nay ngày hôm nay thì có nhiều người à, nữ không có thai được thì nhờ vào phương pháp y học đó để cấy thai và được thụ thai, được sinh con. Nhưng mà sự mang thai của Mary thì không có cái cách đó. <laughs> sự mang thai của Mary không phải bởi chồng bà là Joseph, nhưng mà bởi ai? Và Đức Chúa Thánh Linh. Chúng ta nên nhớ điều này, sự chịu thai của bà Mary, người nữ đồng trinh này bởi Đức Chúa Thánh Linh bởi quyền năng của chúa thánh linh, mary và joseph như kinh thánh đã nói là đã được à, hứa gả bởi hai bên cha mẹ và theo phong tục người do thái đó thì khi hai bên cha mẹ hứa gả cho à, con mình với nhau đó thì không có cái điều gì mà có thể thay đổi lời hứa được đó, lời hứa đó được và chỉ có sự chết mới có thể hủy bỏ lời hứa à, giữa hai bên gia đình mà thôi và mary đã hứa gả cho joseph coi như là họ là vợ chồng với nhau theo phong tục người do thái trên pháp lý thì Mary và Joseph là vợ chồng đúng nhưng mà trên thực tế đó thì hai người này chưa chưa có thể sống chung với nhau cho đến ngày cưới ông bà chị em và thời gian chờ đợi đến ngày cưới là khoảng 6 tháng hoặc là một năm và trong thời gian chờ đợi này á thì chúng ta thấy là họ chưa ăn ở cùng nhau kinh thánh ghi lại rất là rõ chưa ăn ở với nhau cái nhà chưa có sống chung với nhau đó, Dạ. Yeah. thì Mary chịu thai bởi Đức Thánh Linh và câu hỏi kế tiếp như vậy thì Đức Thánh Linh là ai? Đức Thánh Linh đã làm gì mà bà Mary mang thai Chúa Giêsu? Đức Thánh Linh là ai ông bà chị em? Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời điều, điều này chắc chắn kinh thánh À, giải thích cho chúng ta điều này trong công vụ đoạn 5 từ câu 4 đến câu số 5 Đức Thánh Linh là đấng sáng tạo đấng tạo dựng nên à, à, muôn vật Đức Chúa Trời à, là đấng tạo dựng nên muôn vật như trong sáng thế ký có à, ghi cho chúng ta ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất phải không nhưng mà câu số 2 nói là gì thần của Đức Chúa Trời của Đức chúa Va vận hành trên các mặt thì mình thấy rằng là, là Đức Thánh Linh là đấng đồng với Đức Chúa Trời cùng sáng tạo nên trời và đất. Hay nói cách khác là Đức Thánh Linh cũng là Đấng sáng tạo, Đấng dựng nên trời và đất. Đức Thánh Linh là Đấng ban hơi thở sự sống, ở trong giớp đồng 33 câu số 4 đó nói rất rõ mà cho em, ban hơi thở sự sống cho con người. Đức Thánh Linh tạo nên thai nhi trong bụng bà Mary. Bà Mary chịu thai bởi Đức Thánh Linh là một phép lạ, một phép lạ, một sự mầu nhiệm rất lớn mà con người không thể nào giải thích được. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay dù cho nhà bác học khoa học đi nữa, giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể nào hiểu được cái sự cấu tạo bầu thai ở trong lòng của mình. Một em bé trong bầu thai cái sự cấu tạo đó không thể nào hiểu, hiểu được. Đó là cái phép lạ ông bà chị em. Một người mẹ mang thai là cũng được phép lạ Chúa ban cho. Và nếu chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh là đấng tạo nên vũ trụ này thì chúng ta cũng phải tin rằng Đức Thánh Linh là đấng tạo nên thai nhi giê -xu trong bụng bà Mary. Đúng không? Vì không có điều gì mà Đức Chúa Thánh Linh không thể làm được. Đức Chúa Thánh Linh có thể làm được tất cả mọi điều. Và câu hỏi cho chúng ta buổi sáng hôm nay là Đức Chúa Giêsu được sinh ra bởi nữ đồng trinh cho chúng ta biết gì về Ngài? Chúa Giêsu sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary cho chúng ta biết gì về Chúa Giêsu ông bà chị em? Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu vẫn mang thần tánh, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, đúng không? Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có thần tánh, Ngài có bản tánh Đức Chúa Trời. Thứ hai là gì? Đức Chúa Giêsu mang thêm nhân tánh vào trong Ngài. Ngài là người. Đức Chúa Giêsu có hai bản tánh thần tánh và nhân tánh. Thần tánh thì nói về Đức Chúa Trời, nhân tánh nói về về con người. Và Ngài vừa là Đức Chúa Trời hoàn toàn, cũng là con người hoàn toàn. Hay nói cách khác là 100% là Đức Chúa Trời và một phần trăm cũng là con người. Là Đức Chúa Trời thì Ngài không thể phạm tội. Chúa Giêsu không thể là phạm tội. Có nhiều người nói rằng là Chúa Giêsu là con người thì Chúa Giêsu có khả năng phạm tội. Đúng không? Là con người thì có khả năng phạm tội, đúng không? Yeah. Là con người thì có sự cám dỗ, có khả năng phạm tội, nhưng mà đối với Chúa Giêsu đó thì Chúa Giêsu không thể phạm tội. Không thể phạm tội được vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là con thánh Đức Chúa Trời. Và nếu Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì ngài có quyền năng để cứu tất cả những ai tin nhận ngài và Chúa Jesus là con người thì ngài có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta ngài hy sinh chịu chết để cứu tội nhân trong đó có chúng ta cho nên ngài là Đức Chúa Trời ngài cũng là con người như chúng ta và nếu chúng ta chối bỏ sự sanh bởi gái đồng trinh thì chúng ta cũng sẽ chối bỏ Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay rất là nhiều người không tin rằng Chúa Giêsu sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Rất là nhiều người, đây là một cái điểm mà người ta đã phá tấn công cơ đốc nhân. Họ nói rằng Chúa Giêsu là con người bình thường như chúng ta, Ngài không phải là Đức Chúa Trời, Ngài sinh ra bởi Joseph và Mary. Cho nên buổi sáng nay chúng ta học về sự Giáng sinh của Chúa. Chúa giải thích cho chúng ta rất là rõ. Ngài chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Và nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu sinh ra bởi quyền phép Đức Thánh Linh, thì Chúa Giêsu chỉ là người phàm. Đúng không? Và Ngài không xứng đáng để chúng ta thờ phượng và hầu việc. Chúa không xứng đáng để chúng ta thờ phượng và hầu việc. Nếu Chúa Giêsu là con người, nhưng mà Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, con Thánh, Ngài Giáng sinh làm người nếu Chúa Giêsu chỉ có thần tánh mà thôi Hoặc Ngài chỉ có nhân tánh mà thôi Thì Ngài Không thể à, Thì Ngài có thể làm chọn mọi sự đòi hỏi luật pháp của Đức Chúa Trời Và làm chọn chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời Nói cách à, khác, nói cách đúng hơn là Nếu mà Chúa Giêsu chỉ có thần tánh mà thôi đó hoặc là chỉ có nhân 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 tránh mà thôi đó. đó đúng hơn là Chúa không có thể làm chọn mọi sự đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời và làm chọn chương trình của đội Đức Chúa Trời câu này không biết bà, bà cho em có có nắm được không có nghĩa là nếu mà Chúa Giêsu chỉ là Đức Chúa Trời thôi đó mà không thành người đó thì Chúa Giêsu không làm chọn sự đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời theo luật pháp Đức Chúa Trời đó thì phải có sự sinh tế có sự hy sinh có sự chuộc tội phải có huyết đổ ra thì mới có sự cứu rỗi đúng không mà nếu đức chúa giêsu chỉ có nhân tánh mà thôi đó thì chúa cũng không có thể làm chọn được luật pháp của chúa tại vì nếu mà chúa chỉ có nhân tánh mà thôi đó chúa là con người đó chúa phạm tội cho nên tóm lại một điều này nếu chúa giêsu chỉ có thần tánh hoặc chỉ có nhân tánh mà thôi đó thì Chúa Giêsu không làm chọn chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và không làm chọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài phải có thần tánh và nhân tánh. Dạ, yeah, có thần tánh và nhân tánh. Hơi rắc rối một chút, nhưng mà ông bà chị em phải hiểu điều này là gì? Nếu là con người đó, thì không thể nào làm của lễ chuộc tội cho tất cả mọi người phạm tội. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng vô tội, mang lấy tội lỗi con người, hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho tất cả mọi người là Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và nếu Chúa Giêsu Christ không là người đó thì làm sao Ngài có thể hy sinh để chịu chết cứu chúng ta? Cho nên Chúa Giêsu phải là người. À, chúng ta cảm ơn cảm ơn Chúa điều này. Cho nên à, à, lời Kinh Thánh giải thích cho chúng ta về sự chịu thai của Mary và đến cái à, ý thứ hai ở đây là Kinh Thánh giải thích cho chúng ta về sự bố rối của Joseph ở trong câu số 19 và câu 21. À, chúng ta cần để ý là à, khi mà mary chịu thai đó thì joseph rất là băn khoăn rất là bối rối và ông có ý định từ hôn một cách âm thầm joseph là người có nghĩa trong kinh thánh liên lại tức là à, joseph là người công chính ông bà chị em là người có đức hạnh người có tình nghĩa không muốn bêu xấu mary công khai trước mặt mọi người và kinh thánh cũng à, ghi lại rằng là không thấy joseph dẫn hay là cây đắng đối với Mary khi khi Mary mang thai cái chữ có nghĩa đây cũng có thể có hiểu là Joseph là người tuân theo luật pháp của Môi-se người có nghĩa mà tiếng Anh đó là he faithful to the law tức là tuân giữ luật pháp Môi-se vì là người à, giữ luật pháp Môi-se đó thì Joseph không thể nào tiếp tục lấy Mary làm vợ vì nàng đã có thai Mà cho em thấy điều này không? cho nên À, theo luật Pháp Môi Xe đó Phục à, truyền luật lệ ký đoạn 22 Từ câu 23 đến 24 ghi lại là Nếu một chính nữ Đã đính hôn rồi Mà có Một người đàn ông khác gặp cô Trong thành và nằm với cô Thì anh em phải Dẫn cả hai người ra cổng thành Và ném đá cho đến chết Thì theo cái nhìn của Con người thì bây giờ là sao Mary có thể bị ném đá cho đến chết vì đã ăn nằm với người đàn ông khác và đã có thai. Đúng không? Cho nên chúng ta thấy ở đây Joseph là người có nghĩa. Có thể nói là vì yêu, vì thương Mary Joseph bèn toan đem để nhẹm. Chứ chứ để nhẹm đây chắc là của người Quảng Nam hay sao á. Rất là hay. Quảng Nam chắc tôi nghĩ vậy. Để nhẹm có nghĩa là giờ Joseph có ý định là gì? Từ hôn, dạ, yeah. không phải giấu đâu mà chị em, từ hôn cách âm thầm đó, từ hôn cách kín đáo đó cho để nhẹm, không phải là giấu đâu, không có giấu đâu, Nhưng mà ông muốn từ hôn một cách âm thầm, tại vì theo luật pháp mà ông là người giữ luật pháp mà, mà hãy uh, người vợ hứa của mình mà mang thai thì sao? thì không thể nào, thể nào tiến đến vấn đề uh, đám cưới được, cho nên đem để nhẹm cái là từ hôn một cách âm thầm đó kính đáo từ hôn với Mary đó ông bà em Và trong khi lúc bối rối thì sao? Joseph không biết giải quyết thế nào. Cảm ơn Chúa, Joseph được thiên sứ của Chúa giải thích. Câu 20 ông bà em xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi ai? Bởi ai mà trẻ em? Bởi Đức Thánh Linh, Yeah, cảm ơn Chúa bởi Đức Thánh Linh. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán điều gì với Joseph? Có hai điều. Chớ ngài lấy Mary làm vợ, đúng không? Thứ hai, con mà Mary chịu thai đó là không phải bởi Joseph mà ai? Bởi Thánh Linh. Bởi Đức Chúa Thánh Linh. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời tể trị và điều khiển mọi sự xảy ra trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời cái trị Chúa điều khiển cái điều này. Hay nói cách khác là gì? Lời giải thích của Đức Chúa Trời cho Joseph á. Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời uh, muốn giải thích cho Joseph là gì? Uh, con trai mà Mary sinh ra đó là không phải là con của Joseph mà là con, con của Đức Chúa Trời. <laughs> không phải là con của người nam nào, mà là ai, là con của đức chúa trời. đúng không? chớ ngại lấy, ngài lấy mà uh, đi làm vợ vì con trai, Xanh đó là con trai, uh, là con, là, uh, sanh bởi đức Thánh linh. cho nên chúng ta thấy uh, đức chúa trời đã can thiệp vào cái uh, việc làm và ý định của joseph. và chúng ta thấy chúa đã uh, bày tỏ và giải thích lý do tại sao Mary chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã can thiệp cái ý định từ hôn của Joseph. Và câu hỏi và và cái điều mà chúng ta có thể được nhắc nhở của chúng ta buổi sáng hôm nay là gì? Biết bao nhiêu lần Chúa đã can thiệp vào trong đời sống của chúng ta. Ngài cứu chúng ta, và sử dụng chúng ta vào công việc thánh của Ngài. Biết bao nhiêu lần những lần chúng ta đi lạc làm đường lạc lối, biết bao nhiêu lần chúng ta phạm tội với Chúa, Chúa can thiệp, Chúa cứu chúng ta và đem chúng ta để sử dụng chúng ta trong công việc thánh của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa, có thể nói chúng ta không đủ lời để cảm ơn Chúa về sự thương xót của Chúa, sự ban cho của Ngài đối với chúng ta những người không xứng đáng và Chúa có chương trình tốt đẹp cho mỗi đời sống chúng ta ông bà chị em và Ngài sẽ làm chọn công việc tốt lành của Ngài trên đời sống chúng ta chúng ta thấy nếu mà Chúa không can thiệp cái cái ý định của Joseph đó điều gì xảy ra Mary sẽ bị ném đá đó ông bà chị em đúng không có nghĩa là cái chương trình cứu rỗi của Chúa trời bị bị đổ vỡ cho nên chúng ta tạ ơn chúa mọi điều xảy ra nằm trong ý muốn chương trình của ngài và ngài luôn luôn ngài luôn luôn đem chúng ta đến gần với chúa để nhận biết công việc lạ lùng của ngài giống như joseph khi chúa can thiệp và à, lời kinh thánh giải thích cho chúng ta à, ý nghĩa tên Giêsu và Emmanuel. Ở trong câu 21 và câu 23, Joseph được thiên sứ của Đức trời phán dạng người khá đặt tên là Giêsu. Giêsu có nghĩa là gì? Giêsu có nghĩa là là Chúa cứu hay là Chúa là sự cứu rỗi? Dạ, yeah, Chúa là sự cứu rỗi. Ờ à, Jesus chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. À, chúng ta biết rằng khi đặt tên cho ai đó thì tên người đó thường đi chung với bản tánh của người đó đúng không và với công việc người đó làm giống như uh, uh, ví dụ như tôi đặt tên con trai của tôi là uh, là timothy. Yeah, timothy thì tôi ước mong rằng con trai của tôi sẽ được uh, giống như timothy là một học trò của Paulo nhưng mà cái ý nghĩa timothy đó là giống như là ân điển của chúa tuôn đổ trên timothy thì tôi ước mong rằng bản tính của nó bày tỏ ân điển của Chúa. Và tôi ước mong rằng những cái việc làm của nó cũng nói đến ân điển của Chúa. À, ví dụ như, không biết bà cho em ai, ai ai có tên mà mình có thể liên hệ được. À, à, ai có thể liên hệ tên mình được. Giờ tại sao cha mẹ đặt tên mình, ví dụ như là chị Kim Ân đi. <laughs> tên hay ha kim ân tại sao kim 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 ân thì ước mong là con gái của mình sao tôi nghĩ là chắc cha mẹ xin lỗi uh, hai bác trong gia đình cũng cũng ước mong rằng là, là, chị kim ân là một cái kim ngọc sáng ha sự vinh dự phước hạnh cho gia đình đó là, cho nên là ở đây tên của chúa giêsu được đặt tên là tên giêsu cho nên chúng ta hiểu rằng là khi đặt tên đó, thì cái tên nó thường đi chung với cái bản tính của người đó đặt tính của người đó hay là công việc người đó làm và tên giêsu do đức chúa trời đặt chứ không phải con người đặt ông bà chị em đúng không Dạ, Chúa sai thiên sứ của ngài nói với Joseph đặt tên là Giêsu tên Giêsu đi chung với bản thánh của ngài và công việc của ngài làm bản thánh của Chúa Giêsu là gì là hay cứu hay cứu rỗi công việc của Chúa Giêsu là gì Chúa Chúa cứu tất cả những ai tin nhận ngài Chúa muốn cứu tất cả những người từ ngài công việc của Chúa làm là gì là cứu rỗi đem nhiều người đến với Đức Chúa trời đúng không như vậy thì Ngài cứu dân mình ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự làm nô lệ của tội lỗi, chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Đó là cái phước lành phước hạnh lớn cho à, dân sự của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta sống ngày hôm nay mà chúng ta sống trong tội lỗi, trong nô lệ của tội lỗi thì điều đó rất là đáng buồn. Chúng ta tạ ơn Chúa Chúa giải phóng chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ của tội lỗi, chúng ta được tự do sống cho Chúa chúng ta cảm ơn Chúa điều đó và hơn 700 năm trước Chúa Giêsu Giáng Sinh á thì tiên tri Isaiah đã báo trước này một gái đồng trinh sẽ chịu thai sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel Isaiah đoạn 7 câu 14 và những điều mà tiên tri Isaiah nói đó thì sao mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán chúng ta thấy lời kinh thánh được ứng nghiệm kinh thánh được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu. Và khi đọc sách Tin lành Ma-thơ đó, à, trước giả Ma-thơ dùng câu nói này rất là nhiều mà cho em, ít nhất là 15 lần. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa, mọi việc xảy ra ứng nghiệm lời Chúa. Dùng rất là nhiều. Lý do là là sao? Để nhấn mạnh Chúa Giêsu là là đấng Messi mà kinh thánh Cựu ước đã nói đến và Ngài là là đấng mà người Do Thái đang trông đợi. Và kinh thánh giải thích cho joseph emmanuel nghĩa là gì emmanuel nghĩa là đức chúa trời ở cùng chúng ta à, ngày hôm nay có nhiều người chào ở nhau là emmanuel gặp ai đó thì chào emmanuel hay là trước khi về emmanuel chúa ở cùng ông bà chị em <laughs> dạ đúng không à, ngày xưa bị con người phạm tội và đã bị cách xa đức chúa trời và ngày hôm nay gì bởi ấn điển và tình thương của đức chúa trời Đức Chúa Trời đến với con người, ở với con người, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Đấng tạo hóa ở cùng với vật thọ tạo. Đấng vô hạn đã làm đã tự nên giới hạn để ở với con người. Đấng không thấy được mà bây giờ thấy được trong thân xác con người. Ô, đây là chuyện à, kỳ diệu quá hôm nào cho em. Đức Chúa Sư phán rằng ai đã thấy ta tức là thấy Cha. Cái lần là, là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành người để con người biết Đức Chúa Trời là ai, để con người có thể thấy Đức Chúa Trời, để con người có thể rờ Đức Chúa Trời qua wow, Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa, trong thời đó thì các môn đồ của Chúa đã đụng đến đã rờ đến, đấng không thể rờ, đụng đến mà bây giờ có thể rờ đụng đến được. Ở trong văn nhất đoạn 1 câu số 1, điều có trước à, từ có điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã đã rờ có nghĩa là có thể là là sứ đồ phi rơ đã ôm chúa ôm chúa xu nghĩa là, là ôm ai đức chúa trời đó ông bà chị em đúng không phê, <laughs> các môn đồ chứ có thể là bắt tay chúa xu rờ chúa xu ôm chúa xu vui mừng thực ra là họ đã đang rờ đang đụng đến đức chúa trời và đây là sự ban cho vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi. Đức Chúa Sư là Đức Chúa Trời. Ngài không ngại từ bỏ thiên đàng vinh hiển, quy quyền, oai nghi, giàu có mà xuống thế gian ở với con người tội lỗi để cứu con người tội lỗi ra khỏi sự chết và quyền lực của ma quỷ. Ô, đây là sự ban cho vô cùng to lớn của Đức Chúa Trời đối với con người, ông bà, chị em. Và trong Cô Linh Tô Thí Nhì đoạn 8, câu số 9 đó, vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em bởi sự nghèo khó của ngài anh em trở nên giàu có nói tóm lại là Chúa đã đến giàu có xuống thế gian này làm người thậm chí sinh ra không có chỗ sinh ra nữa nằm trong chuồng chiên máng cỏ đúng không bà chị em không có nhà để ở rồi rồi Chúa Giêsu phải mượn thuyền để à, đi qua sông rồi Chúa Giêsu phải à, phải mượn nhà để 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 à, ban phát tiệc thánh thậm chí Chúa Giêsu chết cũng phải mượn ngôi mộ người ta nữa Chúa Giêsu không có gì hết đó khi Chúa Giêsu vào trong thế gian này người là Chúa Giêsu là có thể nói là người nghèo nhất trên thế gian này đúng không không có gì hết á. ngài đã đứng giàu có từ bỏ sự giàu có trên thiên đàng vĩnh hiển đó trở nên nghèo vì ai vì tôi và vì ông bà chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết một điều thế này là gì? Chúa Sư không ở cùng với chúng ta. Chúng ta thấy có thể thấy Chúa Sư nhưng mà Đức Chúa Trời Đức Thánh Linh á ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta ông bà chị em. Ô điều này điều phước hạnh vô cùng. Chúa ở trong lòng chúng ta. Bà cho em có cảm thấy vui mừng không? Cảm thấy bình an? Cảm thấy được an ủi không? Tôi đi đâu cũng có Chúa trong lòng chúng ta, cũng của tôi. Tôi làm gì cũng có Chúa trong lòng của tôi. Đúng không? Tôi gặp những khó khăn, hoạn nạn, thử thách. Cám dỗ cũng có Chúa trong lòng của tôi. Ai có thể đem tôi ra khỏi sự yêu thương của Ngài? Ai có thể cắt tôi ra khỏi sự yêu thương của Chúa? Không ai hết trong bài chị em. Chúa yêu chúng ta, Chúa ở trong lòng chúng ta Chúa thanh linh Làm chứng ấn cho chúng ta Cho đến khi ngày Chúa Jesus Crích trở lại Chúng ta cảm ơn Chúa Và đến điểm cuối cùng là sự vâng phục của Joseph Kinh Thánh cho chúng ta à, Thấy Joseph Joseph vân phục lời thiên sứ của Chúa Phán giảng à, Vân phục như thế nào à, Thứ nhất là chúng ta thấy là Joseph làm y như lời thiên sứ Của Chúa đã dặn. Đó là điểm thứ nhất Có nghĩa là gì Joseph không có vui di thỏa hiệp không có theo ý riêng của mình mà hoàn toàn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đây là cái điều mà chúng ta cần học hỏi nhiều khi chúng ta vấn phục Chúa nhưng mà chúng ta vui di một chút xíu chúng ta thỏa hiệp một chút xíu giữa đời với đạo nhưng mà Joseph ở đây no way, không có không bà chị em làm y như lời Chúa dặn thứ hai gì Joseph đem vợ về với mình Tại vì khi nghe Mary chịu thai thì sao? Ông âm thầm tự hôn đúng không? Bây giờ ông bỏ cái ý định đó. Không có ly dị vợ mình nữa. Mà đem Mary về quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Ô, oh, cảm ơn Chúa. Ông phải trả giá nhiều lắm ông mà chị em? Tại vì Mary chịu thai mà, đúng không? Những người hàng xóm sẽ nói như thế nào, trong gia đình sẽ nói thế nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Chúa đã giải thích cho Joseph hiểu điều đó và ông vâng lời Chúa một cách trọn vẹn. Joseph đem vợ về với mình. Rồi Joseph không ăn ở với Joseph, mà đi cho đến khi bà sinh ra một cái trai. Ồ cái điều này quan trọng lắm. Nếu mà đem về mà ở sống chung có liên hệ tình dục thì sao? Thì sẽ bị <laughs> bị hư mất chương trình của đội Đức Chúa Trời. Ông vâng phục Chúa tuyệt đối ở với Mary chăm sóc Mary nhưng không có sự liên hệ tình dục ở đây cho đến khi Mary sanh một trai đây là cái điều quan trọng đây là cái điều mà Joseph vân phục Chúa yêu mến Chúa kính sợ Chúa vô cùng phải kính sợ Chúa mới làm được điều này ông bà chị em cho nên, nên chúng ta cảm ơn Chúa và Joseph đặt tên con trai mình là Giêsu tên uh, trên hết mọi mọi tên nó hay nói là danh trên hết mọi danh đúng không danh cứu rỗi tuyệt vời Giêsu vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Giêsu là tên mà Đức Chúa Trời đã đặt cho ngôi hai Thiên Chúa. Joseph cũng chứng minh tấm lòng vân phục của mình với Đức Chúa Trời được ghi trong sách uh, Luca đoạn 2 câu 22 đến câu 23. À, chúng ta chúng ta để ý xem Joseph đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa như đã chép trong luật pháp Chúa uh, Chúa rằng hãy con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. Nghĩa là Joseph không phải là cha ruột của Chúa Giêsu, ông là cha nuôi nhưng mà ông vâng theo lời của Đức Chúa Trời dân uh, Chúa Giêsu cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa điều này. Joseph vâng phục theo Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Và trong ma thơ đoạn 2 câu 13 câu 23 đến 12, 13 đến câu 23 đó thì Joseph vâng theo sự hướng dẫn của Chúa đem Mary và con trẻ về với về ở làng uh, Nazareth thuộc xứ Galilee. Chúng ta biết là sau khi Chúa Giêsu sinh ra đó thì Herod phải không tìm cách giết những con trẻ Chúa Giêsu phải đi tị nạn ở bên Ai Cập đúng không? khi về cho rồi đó thì sao? Thiên sứ mách bảo Joseph phải về chỗ này. Joseph vâng phục làm y như lời Chúa phán dặn. Trong cuộc đời của Joseph chúng ta thấy rằng là luôn luôn vâng phục Chúa. Và chúng ta cần phải học cái 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 tấm gương của 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 Joseph là vâng phục Chúa, làm theo lời Chúa, tin cậy Chúa và để đời sống được phước hạnh, đời sống có ý nghĩa, đời sống có kết quả đó không có cách gì hơn là vâng phục Chúa và tin cậy Ngài ông bà chị em. Ông bà chị em có thể hỏi tôi làm sao để đời sống mình kết quả? Tôi xin nói một điều là hãy vâng phục, làm theo lời Chúa và hết lòng tin cậy Ngài. Chúa sẽ sẽ ban phước cho đời sống chúng ta khi chúng ta làm theo lời Chúa và tin cậy Chúa. Và bài học buổi sáng hôm nay đưa chúng ta một một cái ý nghĩa về sự giáng sinh của Chúa. Lời giải thích trong Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu giáng sinh. Vì chúng ta cần phải hiểu và cần phải nhớ nắm chắc điều này sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus là bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh qua nữ đồng trinh phải không? Dạ. Yeah. Và đây là sự mầu nhiệm, đây là phép lạ, đây là kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã thực hiện, đã làm chứ không phải là cái chuyện huyền thoại, là giả tưởng. Ông bà cho em thường đọc những cái chuyện huyền thoại đó thì nói rằng là những anh hùng đó thì do thần này thần khác sinh ra đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Và và nếu ngày hôm nay có ai nói rằng là có một giáo chủ đó được một thần nào đó sinh ra thì chúng ta biết rằng đó là điều giả mạo mà mà Satan ma quỷ đang dùng đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ngoại trừ Chúa Giêsu ra không có ai trên thế gian này không có ai trên thế gian này được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Có nghĩa rằng là được sinh ra bởi Đức Chúa trời hay nói, nói cái khác là gì Đức Chúa trời giáng sinh làm người Đức Chúa sinh nhập thể Đức, Đức Chúa vào trong thế gian này trở thành người chỉ có mình Đức Chúa Yêu Sư Kích là ngôi hai Thiên Chúa bày tỏ điều này với mục đích là gì để bày tỏ Đức Chúa trời để cứu nhân loại và chúng ta cần phải nhớ điều này nữa là Đức Chúa trời hoạch định chương trình cứu rỗi cho nhân loại Đức Chúa Sư thực hiện cái chương trình cứu rỗi đó và Đức Thánh Linh đồng công trong sự nhập thể, có nghĩa là vào trong thế gian đó của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là lễ đạo rất là quan trọng đây ông bà Trang em. Chúng ta cần phải nhớ Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan, trong sự toàn tri của Ngài, Ngài hoạt định chương trình tốt đẹp cho nhân loại và Chúa Giêsu là ngôi hai thiên chúa vào trong thế gian này để thực hiện chương trình cứu rỗi đó. Và Đức Thánh Linh là đấng đồng công trong cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay Đức Thánh Linh là đấng đã sáng lập hội thánh Đức Thánh Linh là đấng đã đem người ta đến với Chúa trong sự ăn năn trong sự tiếp nhận Ngài chúng ta tạ ơn Chúa và để bày tỏ chính Ngài để cứu nhân loại thì Đức Chúa Giêsu phải trở thành người phải trở thành người tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu có nhiều cách để cứu nhân loại nhưng mà kinh thánh cho chúng ta chỉ có một cách thôi là gì ngài phải trở thành người sống ở giữa con người hy sinh chịu chết để cứu con người tội lỗi như chúng ta và chính Ngài là cứu Chúa của nhân loại. Và vì Đức Chúa Trời đã dùng Joseph Mary là những con người bình thường có tấm lòng vân phục thì Ngài cũng có thể dùng đời sống chúng ta, đúng không chị em, làm thành những chương trình và ý tốt đẹp của Ngài. Chỉ cần chúng ta vân phục và tin cậy Chúa ông bà chị em tin điều này không ông bà chị em có tin rằng chúa có thể dùng đời sống ông bà chị em làm thành chương trình của ngài ý định tốt đẹp của ngài ông bà chị em có tin điều này không tôi tin tôi tin điều này nếu chúng ta vân phục làm theo lời chúa nếu chúng ta hết lòng tin cậy chúa câu hỏi rằng là bạn có vân phục và làm theo lời chúa phán dặn như joseph và mary không Xin Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng vân phục Ngài, tin cậy Ngài. Tin cậy và vâng lời. Nào giờ cách gì trong đời? Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi? Thì sao không bà cho em? Hằng tin cậy vâng lời.